Rồi, anh. Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Du Xe Nguyễn Văn Hùng, ở qua đó giáo họ Kiên Lao, giáo xứ Vân Lùng, giáo phận Thành Hóa. Con đến đây để làm chứng cho Chúa là ngày 7 tháng 10 năm 2017 là bố đỡ đầu của con là 1, chú của con là 2 và bố đẻ của con là 3, em trai con là 4. Đưa con vào giáo điểm, đi con vào với cha và cộng đoàn ở trong giáo điểm Chí Mừng này. Và con đã được cha đặt tay và cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho con là nhờ cầu xin Chúa đã lôi con ma quỷ ma men ra khỏi người cho con. Là con còn thiếu 6 ngày nữa là con đủ 6 tháng là con không phải uống rượu nữa. Không phải uống rượu nữa. anh tên là gì? Con tên là Du Xe Nguyễn Văn Hùng ạ. Bao nhiêu tuổi? Con 3 năm nay, con 38 tuổi ạ. 38 tuổi, ở đâu? Dạ, con ở giáo họ Kiên Lao đó. Kiên Lao, rồi anh làm nghề gì? Dạ, con này, thì có ma quỷ ma men nó ở trong người con suốt là từ năm 2000 ấy. Thế là con đến 2008 là con không làm được cái gì nữa. Thế là con bỏ nghề lái xe lái máy. Trước con đi làm cùng với bố con và gia đình con là đi thầu công trình. Vâng, thì chị em trước mặt chúng ta là một anh chàng thanh niên 18 năm uống rượu. Anh chị em nghĩ thử coi, 38 tuổi là từ năm 20 tuổi là đang chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót, thì cái dìm mình vào đại dương của rượu suốt 18 năm trời. Mỗi ngày anh trung bình anh uống bao nhiêu? 1,5 lít đến 2 lít. Thật chú thôi. Rượu của con trên 40 độ mà. Rượu mà trên 40 độ nha, mà mỗi ngày là từ 1,5 lít đến 2 lít nha, mà 18 năm trời nha, anh xem nghĩ thử coi khủng khiếp như thế nào. Dù có tối tăm như thế nào, dù có đen tối như thế nào, Chúa vẫn đi bước trước để hỏi hay môn đệ là có chuyện gì mà buồn thế. Thì người anh em của chúng ta suốt 18 năm chìm trong nghiện ngập, rồi nhờ đâu mà con thoát khỏi được trong nghiện đó, con cũng chia sẻ to đi cho mọi người, nhất là những anh chị ông các anh đang ngập ngụa ở trong rượu. Rất nhiều bà vợ đau khổ vì chồng rượu, không những uống rượu, không đi làm, còn đánh đập vợ con, còn xua đuổi vợ con, còn làm bao nhiêu chuyện cho vợ con đau khổ nhục nhã. Anh uống rượu xong anh có quậy phá gì vợ con không? Dạ, vợ con thì nó bỏ rồi sao? Mà lúc mà vợ chưa bỏ đó thì anh uống rượu anh có quậy phá hay anh có đánh đập vợ con anh không? Con lấy vợ được có 2 tháng rồi vợ con bỏ. Vâng, thưa anh chị em. Anh lấy vợ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, con lấy vợ con ở 2011 đến nay là con ở không. Vâng, thưa anh chị em, ở không. Ở với rượu chứ đâu có ở không đâu. Vì mà anh phải lựa chọn một là vợ hay là rượu. Mà lúc mà anh còn đang là nghiện ngập, chìm ngập trong rượu, thì anh lựa chọn vợ hay rượu? Thì lúc đấy thì con không biết gì đâu cha. Không biết gì có nghĩa là anh chọn rượu hay vợ? Rượu. Cho nên rượu nó không bỏ anh ấy thì vợ anh ấy bỏ anh ấy thôi. Chả cách nào khác được, thưa anh chị em. Và bìa nhờ lâu mà anh thoát được cái rượu đó, anh chia sẻ cho mọi người. Nhờ bác chị gái của bố đỡ đầu con, nên là bác cho con một cái đài. Thế là con nghe cha giảng. Thế con nghe cha giảng thì cũng rất nhiều lần, là khoảng 7 đến 10 lần là con cứ sáng sáng rồi con nhờ bố đỡ đầu con với chú con đưa con vào cùng với xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nhưng cứ lần nào con sợ con đi, thế là y rằng nó là sẽ có chuyện nó xảy ra, là không thể nào mà đi được. Thế xong là lần cuối cùng này nữa là phải 4 người đưa con lên xe, mà cứ đưa con lên xe là y rằng con là chẳng quẩy con chạy. Xong rồi là phải đưa phải mang đi nữa cả một cái can 5 lít đấy. Thế là cứ để cho con uống, nên thì cả năm man thì say không biết gì nữa. Thế là đưa con vào đến 9 tháng 10 là đưa con vào, con ở trọ nhà anh Dương. Thế là đưa con vào trong đến đây là hỏi con mùng 10. Thế là cha đặt tay cầu nguyện hỏi con có uống rượu nữa, là từ hôm đấy đi trở đi là con không uống rượu nữa. Hallelujah! Mọi người đều sững sờ và ngỡ ngàng và sửng sốt và vì 18 năm uống rượu mà vào đến giáo điểm tin mừng này
mà phải 4 người khênh anh ấy lên xe, mà còn đem kèo thêm 5 lít rượu để đi đường cho anh ấy khỏi chạy xuống. Mà vào đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chỉ một lần duy nhất Chúa sờ chạm đến anh ấy và anh đã được khỏi cái bệnh nghiện rượu, và bây giờ anh không thèm một giọt rượu nữa. Cái chuyện đó ai nghe thấy cũng sững sờ và ngỡ ngàng và sửng sốt và được cảm ơn nữa là Chúa cất luôn cái bệnh của con là từ men gan của con là từ 350 đến 502, và là con đã chuyển sang sơ gan, và từ tuyến huyện chuyển xuống tuyến tỉnh của con là xét nghiệm của con là có khối u gan. Thế con đi xuống tới tỉnh thì con xét nghiệm thì người ta chỉ chuyển có một cái lọ để xem có gan mình để họ nhìn cho rõ. Thế thì trong khi đấy thì họ chuyển đến họ vẫn cứ nghi ngờ, thấy thằng bạn của con là nó làm khó qua chẩn đoán hình ảnh đấy. Thế là nó bảo là chuyển thêm cho mày một lọ nữa để tao xem cho nó chính xác. Thế thì trước khi chuyển đấy, con lên bàn mổ, lên bàn để chụp CT cắt lớp ấy, thì con mới đọc một kinh lạy cha đấy, con cầu xin thì Chúa còn ở và có mỗi một thân mình. Thì con không vợ không con thì con nhìn Chúa đừng có để đâu, cái bụng con nó sừng lên. Lúc con vào quan tài nhét thì nó chứng lên, mọi người họ sợ lắm. Đến lúc là nó xoay xong, nó chụp xong, cắt lớp xong thì nó mang ra, nó bảo mày không được kỳ đâu. Thế là con ra ngoài, con loa toán thì con tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ và các thánh thần. Thế là còn mấy hôm nữa là con bảo mày cứ nằm ở lại đây thì để tao chuyển tiểu cầu cho mày. Thế là tiểu cầu của con là lúc đấy nó chỉ có 30 đến 50 rồi, và bây giờ của con lên 106, 107 rồi cả. Ai mà bị sơ gan thì người đấy cũng là bị thiếu tiểu cầu cả. Thế là con bị thắt vỡ tĩnh mạch thực quản của con là thắt 2 lần rồi. Bác sĩ nó bảo mày cứ thắt 1 lần nữa thì mày đi chầu tìm vương. Thế là 6 tháng nay thì con đã hay đi viện đi miếng gì cả nữa. Thế bây giờ là con xin bảo thế nhà con thì vẫn là còn có xe có máy. Nhưng mà con nó thím của con là trước cả nhà thì cũng có bảo thực để cho nó chết mẹ nó đi, cái để cho nó sống là cái gì cho nó khổ gia đình nha. Bố đối đầu của con thì chú bố con cũng tốt, với lại cái bác mai bác với mẹ con cũng vào đây thì giờ chắc cũng vào đến đây vậy. Thế là cũng cứ siêng năng cầu nguyện xin Chúa cho con. Thế thì con thì đến bây giờ thì con đi làm lại, con đi làm cái ngày này thì nó trả giàu quá, thì giờ làm giàu thì con cũng biết là nó phạm tội lắm, con không dám làm. Thế là con cũng xin là con đi chơi, lái xe lưu chuyển của cái công ty Hùng Cường ở ngoài Bình Sơn, thì con cũng lấy phương tiện đi lại đi làm để con cũng được biết đồng nào dư dật thì con mua cái đài này cho các bà con nghèo. Giáo xứ con mà giáo xứ con giáo xứ Vân Đồn chỗ Trang Hải ấy, nghèo lắm, mà giáo họ con thì cứ đến mùa lụt thì nó lại lụt chặn ngập hết cả. Thế là con đi làm ở đấy thì con cái mấy chú đấy thì giám đốc ấy là trưởng phòng thì người ta làm hoặc cho người ta cũng tốt, con cứ vào rồi Chúa cho giá những công việc con về là con lại có xe con đi vào thì con lại có xe con làm. Thưa anh chị em, tôi đã thấy cái câu chuyện của anh này thật là quá hay. Anh ấy đã được Chúa chữa lành khỏi cái bệnh nghiện rượu, nhưng mà chúng ta biết 18 năm mà uống mỗi ngày 2 lít rượu mà 40 độ thì gan nào mà nó chịu nổi. Cho nên sơ gan mà uống 40 độ, rượu 40 độ và gan nào chịu nổi, cho nên sơ gan là chuyện bình thường. Mà anh này thì cầu nguyện với Chúa là xin Chúa ơi, Chúa chữa cho con cái bệnh sơ gan cổ trướng đi, để lỡ mà con có chết thì đi bỏ quan tài nó không có trương phình lên người ta đến. Ông cầu nguyện với Chúa như vậy, rồi cầu nguyện là Chúa chữa để con chết thì cái bụng nó xẹp xuống, nhưng mà chết mà cái bụng nó trương lên thì cái quan tài phải phình lên thì người ta không dám đến viếng xác ông ấy. Mà Chúa cũng nghe, Chúa nghe không? Thế thì lạ, thế thì cầu nguyện chứ không cầu nguyện là để Chúa chữa con khỏi để con khỏe. Thì người ta thường là sơ gan của chứ thì Chúa chữa cho con để khỏe, nhưng mà không, Chúa chữa cho con để nó xẹp xuống, để lỡ mà con có chết thì bụng con nó xẹp để ta khỏi làm quan tài, nó khỏi phình lên. Chúng ta thấy Chúa chiều con người lắm, lòng thương xót của Chúa chiều con người lắm. Hai môn đệ trên đường Emmau bỏ Chúa mà đi như vậy, mà Chúa cũng chiều. Ôi nó muốn đi cứ để cho nó đi, rồi ta đón nó giữa đường. Chứ Chúa muốn cho hai môn đệ mà không đi được, Chúa có cách nào được không? Có không? Một cơn gió thoảng qua có đi được nữa không? Có về Emmau được nữa không? Về được nữa không? Sikoe lên. Mà Chúa vẫn cứ để cho nó khỏe, cứ để cho nó đi, cứ để cho nó bỏ Chúa. Nhưng Chúa nhất định không bỏ.
theo đuổi cho bằng được, chắc đường cho lại. 18 năm anh uống rượu, anh có bỏ chuông, xin tội không? Dạ, thì con thì lúc đấy thì con cũng, lúc thì còn nhớ, lúc thì còn quên gì cả. Anh chị thấy, coi như 18 năm này chỉ có rượu, vợ còn bỏ gì là Chúa, bỏ hết, bỏ sạch, chỉ có rượu thôi. Vậy mà chỉ một lần chút sơi chạm ở đây mà anh ta được khỏi, thì chính bản thân tôi cũng thấy nó lạ lùng vô cùng. Cho nên khi chị em đến đây mà chúng tôi có đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, cũng là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và khi Chúa chữa lành cho anh chị em thì anh chị em cũng nhảy nhót mà ca tụng Thiên Chúa như người khỏe. Nhớ là ca tụng Thiên Chúa, đừng có ca tụng cái ông cha Long này, ông cha Long này chả làm được cái gì đâu thưa anh chị em. Tất cả là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Như là Phêrô và Gioan nắm tay anh ta kéo lên, anh ta trỗi dậy và đi được. Thì Chúa bảo tôi đặt tay cầu nguyện cho anh, và Chúa chữa anh lúc nào tôi đâu có biết, Chúa chữa như nào tôi đâu có biết. Vì nếu anh không quay lại đây làm chứng thì tôi cũng đâu biết là anh có được chữa lành hay không chữa lành. Vì cái việc làm là của Chúa, sức mạnh là của Chúa, quyền năng là của Chúa. Còn Chúa bảo mình làm cái gì thì cứ làm. Làm bởi ngươi mà cho là bởi ta, chứ không phải là bởi con. Cho nên đừng có ai vinh vang mà bảo rằng là tôi có khả năng này, tôi có quyền năng này, tôi có sức mạnh này. Không có đâu, tất cả là bởi Chúa mà thôi, chứ còn người ta không có làm được cái gì hết. Bản thân tôi thì tôi cảm thấy mình không làm được bất cứ một việc gì, không có làm được cái chuyện gì đâu thưa anh chị em. Tất cả là bởi Chúa. Cho nên anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em ngoại đạo đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình nhắc dẫn họ đến thì cũng nhắc nhở cho họ là như vậy. Và bây giờ hai môn đệ sau khi mà đã được Chúa sờ chạm rồi thì quay trở về và mạnh dạn về gặp các đồng đồ và kể lại những gì mà Chúa đã làm cho hai ông ấy, mở mắt cho hai ông ấy bằng lời Chúa và cho ông ấy sáng ra khi mà bẻ bánh trao cho hai ông ấy. Chúa cho anh đã sáng mắt tâm hồn ra, và bây giờ anh cũng trở thành người mà có công ăn việc làm. Rồi anh ấy đi nhờ cái máy này anh ấy nghe, và anh ấy đi có công ăn việc làm. Thay vì mua rượu như ngày xưa thì anh mua máy và anh tặng cho những người nghèo. Đây một món quà kỷ niệm cho anh 365 bài giảng. Và đây anh xứng đáng đón nhận đấng mà 18 năm anh đã chọn rượu, anh bỏ Chúa nhưng Chúa vẫn không bỏ anh. Anh hãy thỉnh Chúa về nhà và mỗi gia đình chúng ta trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Hãy anh chưa có ảnh thì chúng ta hãy có một tấm ảnh và treo vào nơi trang trọng nhất trong gia đình của mình, và được làm phép cho ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, để Chúa nói ai kêu cầu ta trước tấm ảnh này, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù và không phải thất vọng về không bao giờ. Đây là cuốn sách Con đường tín thác. Anh không tín thác vào Chúa suốt 18 năm, nhưng Chúa vẫn tín thác vào anh, đợi chờ anh với 2 lít rượu, 40 độ mỗi ngày trong 18 năm trời. Chúa vẫn móc anh lại vào trong lòng thương xót của Chúa, và bằng cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và mẹ vẫn che chở anh bằng cây quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa, nó ôm rượu nó ôm dễ hơn, nó ôm này cũng phải khó rồi. Tay nó ôm được thế này. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và còn gì nữa không ạ? Cuốn sách tâm thư để làm quần cửu nhật. Móc khóa có chưa? Có rồi, đầy đủ hết rồi phải không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta. Mọi người nghe câu chuyện anh ấy đều sửng sốt và ngỡ ngàng và và bây giờ mấy chị em chúng ta cùng đi lại con đường Emmaus với